Nhiều thì ăn nhiều. Ok, úi giời ơi, 650k. Lên tiếp combo anh em ạ, lên tiếp combo luôn anh em ơi. Rồi ok, 1.273. Alo, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình vào mình quay hũ con game Kawin này xem là có cái gì không nhá. Từ hôm ra rồi chưa chơi quay hũ anh em ạ. Và anh em nào đam mê với bộ môn quay hũ thì anh em có thể trải nghiệm với con game Kawin này anh em nhé. Và mình sẽ vào mình chơi phòng cao thủ anh em ạ. Và con game này thì lạp rút thì là 1-1. Còn số tiền rút tối thiểu của con game này thì chỉ có 50k thôi. Thì mình sẽ chơi với cái mức trung bình thôi anh em ạ. Chơi mấy cái mức 250k thôi anh em nhé. Để xem nay là 9 triệu mình có kiếm ra cái đồng gì không. Rồi phát đầu tiên cũng khá là may mắn anh em ạ. Lên được 500k. X2 số tiền. Nhưng mà cái trò slot này anh em ạ, nó phải combo nhiều lên thì anh em mới ăn được anh em ạ. Đó. Hai phát chưa ăn được gì, gỡ lại được phát này để xem nay 9 triệu có gì đâu. Rồi tiếp tục lên combo là anh em cứ thế ăn thôi. Lên combo càng nhiều anh em càng lượm nha anh em nhé. Còn nếu mà nó ít lên combo hoặc không lên combo là hơi xui anh em ạ. Mấy phát này mình chưa được gì luôn. Nó quả đấy mà nó ra đặng văn lâm được thì hay này. Ôi ôi, ba cái áo đấu được 25.000 thôi nhưng không sao. Vẫn cứ tiếp tục anh em ạ. Thời tới thôi mà. Tôi bảo thời tới thôi mà. Phát trước xui phát này đỏ luôn này. Úi giời ơi, bây giờ ra mét cái gì nhỉ? Lema phát được quả đánh ngon này. Cũng ra anh em ạ. Quýt được quả này này. Được này. Thơm 480k. Má nó sút bóng mà nó không lên được combo cho mình chứ. Rất ít combo nha anh em nhé. Rồi, phát này thì được này. Tuyệt vời, 230k. Rồi, ra Nema luôn mà lên 1 triệu luôn anh em, lại lên combo đấy, bắt đầu thời tới lên combo rồi này, tuyệt vời đấy, ăn phát 1 triệu phải ngọt ngon lành cành đào không, lại tiếp tục anh em ạ. Messi với Nema rồi, cặp đôi hoàn hảo luôn, lên 550k, chuẩn bị gỡ được vốn rồi, phát này gỡ rồi, lỗ lỗ ngay quả hũ anh em ạ, tuyệt vời, lên 1,3 triệu anh em nhé. Lên combo không nào, ui nó không lên combo, nó mà lên combo của đấy thì tuyệt vời. Rồi phát này được sân đấu được 200k. Áo đấu nữa này, ngon chưa anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Tiếp tục combo luôn này anh em ơi, lên 500k này có lời rồi anh em ạ. Có lời rồi, có lời bằng tầm 500.000 rồi anh em nhá. Ai giời ơi, chưa được cái gì. Rồi đây. Đây này, đây là lên combo này. Lên. Sân đấu ngon lành cành đào, ra đôi giày nữa là tuyệt vời, đôi giày đằng đầu. Không ra đôi giày ở đằng đầu anh em ạ, ra đôi giày đằng đầu là tuyệt vời đấy. Úi giời ơi, nó kết hợp với Neymar, Messi của đấy là ăn combo ngon lành cánh đào đấy. Úi giời ơi, không cần đâu anh em ạ, lỗ ngay quả hũ anh em ạ, lên 1,9 triệu luôn anh em ơi, tuyệt vời. Úi giời ơi, đấy thời tới rồi anh em ạ, thời tới rồi, thời mình hốt tiền anh em ạ, lên 3,1 triệu, có lên combo không? Không lên combo anh em ạ. Rồi ok, bắt đầu vào vòng nó lỗ liên tục rồi anh em ạ, tiếp tục nào, lên 11,5 triệu rồi. Ok, phát này ra cái gì nữa không? Ôi đôi giày, dây đồi, đôi giày. Tiếp tục kết hợp nữa ông trọng tài này, tuyệt ngon lành cành đào. Áo đấu nữa này, úi trời ơi, ngon lành cành đào, tuyệt vời. Mình sẽ cố gắng kéo lên khoảng tầm 12M hoặc 13M anh em nhé, xem có được không đã. Thẳng qua nhỉ, rồi Messi này. Ôi rồi tuyệt vời, ra Messi quả nữa thì hay này, Messi ở đây này. Không ra Messi được anh em ạ, Messi căng quá. Rồi phát này được này, ăn được quả này ngon này, 660k, tuyệt vời. Đấy, nó phải combo như thế anh em nhé. Và chơi thì anh em phải biết dừng nhá, không cứ cứ thế là cuốn là không được đâu anh em ạ. Rồi ok, phát này ngon lành cánh đào này. Lên combo dần dần nhiều lên. Không được. Căng quá, không được rồi. Phát này thì được 20k thôi, bắt đầu lại ít lỗ hũ rồi anh em ạ, ít lỗ hũ rồi. Nó phải lên combo nhiều nhiều lỗ hũ nó mới sướng. Đây 175.000, tiếp tục không được anh em ạ, không được anh em ơi, càng quá. Rồi ok 10,6 triệu à, mình có lên lên tí nữa không hay là dừng nhỉ anh em nhỉ, lên tí nữa nhá, lên tí nữa nhá. Rồi ok, cái dãy nổ hũ chưa có anh em ạ, nó chưa có, nó chỉ là combo nhỏ lẻ thôi, combo nhỏ lẻ thì hơi hơi xui. Rồi cứ toàn ba áo đấu anh em ạ, ba áo đấu này thì ít tiền lắm, ba áo đấu này thì ít tiền cực kỳ luôn.
chưa được cái gì ra hồn cả. Rồi phát này thì được này, phát này được 400k này, lên combo tiếp, tuyệt vời, 475k. Đấy, nó phải thế chứ anh em ơi, kết hợp với Neymar nó phải thế. Ngon lành canh đào. Được cái gì không? Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi, phát này được 1.050.000. Trời ơi, kết hợp với thủ môn này. Bây giờ ra thằng một thằng thủ môn hàng số 2 thôi này nó ngon này. Không ra anh em ạ. Không ra anh em ơi, xui quá. Nhưng hiện tại mình vẫn đang lãi anh em nhé, vẫn đang lãi. Mấy phát này chưa quay được gì. Ok, được luôn anh em ạ, 800k này. Ui giời ơi. Nó sút quả nào lại lên không nào. Chưa thấy cái gì ra hồn cả. Ai chà. Vẫn bây giờ vẫn đang lời được một chút thôi anh em ạ. Thế thì tôi sẽ kết hợp là tôi quay tăng tăng vốn lên tí nhá. Liều thì ăn nhiều anh em ạ, liều thì ăn nhiều. Ok, ui giời ơi, 650k. Lên tiếp combo anh em ạ, lên tiếp combo luôn anh em ơi. Rồi ok, 1 triệu 273. 75 nhá. Nhầm 73. Nào, ui S-Cutter, S-Cutter rồi anh em ơi, S-Cutter. Ui dồi ôi, đéo xa. Xui quá, vòng S-Cutter không ra được. S-Cutter không ra, xui quá. Càng quá, càng quá, bắt đầu quấn dần rồi anh em ơi, lên 10 triệu là khá ngon. Làm phát 1 triệu 1 đi, xem như nào. S-Cutter đi. Rồi rồi rồi, S-Cutter rồi anh em ạ. Chọn ngay cái này là ngon lành cành đà rồi. Thế này thì mình sút một phát vào đây này. Rồi, ngon lành cành đào, tuyệt vời, lên bên trên. Rồi, ok. Sút bên dưới này. Ôi giời ơi. 5 triệu anh em ạ, 5 triệu. Thôi anh em ạ, dừng 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 dừng. Thế tầm này lãi là ok rồi. Nhẹ nhàng tính cảm này mình đã chốt lời cho anh em 13 triệu anh em nhá. Khá là cuốn, bây giờ thì mình sẽ rút ra hàng tầm đấy với 2 triệu đấy anh em ạ. Tuyệt vời, ok. Ok, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.